Rồi, hello anh chị em mình. Hôm nay tôi xin gửi đến anh chị em mình một clip hướng dẫn anh chị em mình báo tín hiệu, nhưng mà nó không báo tín hiệu qua Telegram phức tạp như là bữa mấy lần trước mà tôi đã từng đưa clip lên cho anh em mình theo dõi. Thì hôm nay tôi xin gửi đến anh chị em mình một cái đơn giản hơn mà trong MQL4, MQL5 nó tích hợp sẵn anh em, và tích hợp sẵn trong điện thoại chúng ta. Đó, thì đó là cái gì? Thì nó thật ra là một cái giống y chang như tin nhắn điện thoại của mình vậy đó. Mỗi lần mà chúng ta có tín hiệu hoặc là có vào lệnh hay bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn nó báo về điện thoại như tin nhắn điện thoại, thì chúng ta chỉ cần cài đặt như những gì mà tôi sắp đã trình bày cho anh em sau đây. Thì anh em mình xem clip, tôi xin anh em hãy lan tỏa rộng hơn, chia sẻ nhiều hơn để tôi có thể có động lực làm ra nhiều clip để gửi đến cho anh chị em mình. Và trong thời gian sắp tới, tôi xin được gửi đến cho anh chị em mình những cái clip hướng dẫn cơ bản hơn, hướng dẫn những nội dung nhẹ nhàng hơn, không có quá phức tạp, để cho rất nhiều anh chị em mới vào thị trường có thể tham gia được thị trường này và cũng có thể tìm hiểu được thị trường này, những cú lừa ngoạn mục như thế nào, rồi những cái chết ra sao đó. Và thậm chí là tôi xin nói sơ về những cái kinh nghiệm chia sẻ mà tôi đã từng te tua toan trên thị trường, và kể cả giờ này tôi vẫn chưa ngóc đầu lên được nhiều anh em ạ. Đấy, chứ không phải là nghe tôi nói là anh em tưởng là thằng này chắc ngon lắm đây, là không phải đâu, tôi vẫn đang te tua anh em ạ. Và một câu nói tôi vẫn từng nói với anh em là đừng tin bố con thằng nào hết, anh em mình cứ cố gắng học hỏi, học kiến thức, rồi trau dồi này kia, luyện kỹ năng này kia gì đó, để anh em mình có thể gọi là tự thân vận động được. Chứ còn nếu mà anh em mình cứ để tin cái này, tin đội nhóm này, tin đội nhóm kia, và kể cả tin tôi cũng vậy, anh em cũng sẽ có ngày toan đó. Chính vậy cho nên là tôi chỉ mong anh em mình cố gắng làm sao tự bản thân mình tạo ra một kiến thức và xem được những cái kỹ năng này, kỹ năng kia, vân vân, những kiến thức này, những kiến thức kia, để tạo ra một cái gọi là phản xạ vô điều kiện trong tay anh em. Kể cả bây giờ tôi gặp một vài nhà đầu tư anh em, có nhiều nhà đầu tư họ thấy kinh nghiệm kinh khủng lắm, họ chỉ cần nhìn nến, họ không cần nhìn một cái indicator nữa, rất hay. Đó, tuy nhiên là sau này chúng ta cứ điện hòa, chúng ta mới đạt một phản xạ như vậy, giống như chúng ta chạy xe thôi. Chạy xe nhiều lúc chúng ta không cần suy nghĩ gì mà chúng ta vẫn chạy về nhà được, nhiều lúc xỉn rượu say khướt thì chạy về nhà vẫn được anh em ạ. Thì đó là những cái được gọi là phản xạ gần như vô điều kiện vậy đó. Ok, thì không nói lan man nữa, chúng ta vào vấn đề ha. Chúng ta hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình một cái kỹ thuật, đó là chỉ cần cài đặt trong MT4, MT5 hoặc là một cái kể cả điện thoại mình nữa, để chúng ta có thể kết nối được giữa cái MT4 đến MT5 trên điện thoại, dùng những cái indicator rồi những cái chỉ báo trong cái phần mềm MT4 để mà chúng ta để trong máy tính ở nhà, hoặc chúng ta để máy tính ở bàn, hoặc chúng ta để trên cái VPS chẳng hạn vậy. Mỗi lần có tín hiệu phát là sen đến chúng ta. Đấy, ok ha. Vậy thì chúng ta làm như thế nào và làm sao? Thì bây giờ tôi giả sử tôi mở lên một cái trang MT4 lên cho anh em ha. Đấy, thì đây là một cái chạc MT4 đó, anh em nha. Thì thông thường anh chị em mình thấy là tôi hay có cái indicator đúng không này, và thậm chí là bất cứ indicator nào mà anh chị em mình đã có trong trong cái MT4, MT5 của anh ta, rồi chúng ta cứ kéo vào thôi. Tôi ví dụ nha, tôi kéo một cái indicator của tôi vào đi. Đó, một indicator của tôi vào, và anh em chỉ cần bật cái chế độ send phone lên. Rất nhiều indicator nó như vậy nha anh em. Đó, ví dụ như là tôi kéo một cái đây. Đó, tôi kéo một cái indicator super signal over 8 này đi. Đấy, V9 nó vẫn cứ lỗi sao cho nên là tôi chưa dám ra đây. Rồi, ví dụ tôi kéo vào thì trong này nó có những cái chức năng gọi là chức năng báo qua điện thoại này nè. Đó, send phone hoặc là send alert gì đó. Đó, chúng ta nhấn vào. Thì đây là những cái chức năng mà chúng ta có thể nó báo qua điện thoại. Vậy thì trước mắt là nó báo qua bằng cách nào và như thế nào để báo, thì chúng ta vào cái nội dung chính này ha. Tôi ví dụ vậy đó. Nó báo qua điện thoại nội dung như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ vào chúng ta sẽ vào cái cách làm của nó như thế nào anh chị em ha. Thì bây giờ nhá, chúng ta vào trong điện thoại đây. Tôi giả sử chúng ta vào trong điện thoại trong Meta 4, thì trong chúng ta xài Android thì nó cũng vậy thôi nha anh em. Rồi, chúng ta vào trong cái dấu ba gạch này kìa. Đó, của cái MT4, chúng ta kéo xuống dưới và chúng ta nít vào chỗ cài đặt anh em ha. Đó, chúng ta nít vào khu vực cài đặt này anh em nha. Đó, nít vào khu vực cài đặt. Đó,
Rồi sau khi có nick và khu vực cài đặt rồi thì chúng ta sẽ đây, chúng ta kéo xuống dưới và chúng ta thấy cái khu vực tin nhắn không? À, tin nhắn là Meta World ID đó, chúng ta nick vào đó và nó hiện cho chúng ta đây là C02B5168. Mỗi người sẽ có một cái mã số này riêng nha anh em, mỗi cái điện thoại chúng ta sẽ có một cái mã số này thôi đó. Vậy chúng ta trong trong MT4, trong VTPS hoặc là trong máy tính bàn hoặc là ở máy tính nào đấy, nói chung là máy tính mà đang chạy MT4, MT5, chúng ta vào trong tool anh em ha. À, chúng ta vào trong control rồi chúng ta đây, chúng ta vào cái một notification này anh em, notification này nhá. Đấy, đầu tiên thì nó như thế này anh em nhá. Thì chúng ta vào trong cái mục notification anh em nhá, lại nè, vào trong cái mục notification này. Thì khi chúng ta vào trong cái mục notification này thì chúng ta vào trong cái chúng ta bấm vào cái post này nha, inner post notification này. Thì đầu tiên nó không có gì đây đâu. Nếu chúng ta muốn là báo luôn những lúc mà nó vào lệnh nó báo thì chúng ta bấm luôn này, nhưng mà chúng ta làm như vậy thì nó báo nhiều lần lắm đấy. Ok nhá, rồi chúng ta chỉ cần nick cái trên thì được rồi. Meta World ID này đó là cái mà chúng ta nhập cái trên điện thoại của chúng ta này. Ví dụ tôi nhập nhá, tôi nhập là ship C02B 5168 anh em ạ. Rồi bây giờ tôi bấm thử test coi nó báo gì rồi của tôi nha. Đấy nó báo nha, Mr. Vinh rồi vlog test đó đó. Tức là nó cho chúng ta một cái tin nhắn cái điện thoại y chang như tin nhắn vậy anh em. Anh em thấy chưa, đấy nó là một cái tin nhắn. Rồi chúng ta mỗi lần mà chúng ta muốn vô lại á là chúng ta chỉ cần vô đây đấy và đó đó, tin nhắn test này anh em. Do tôi bình thường tôi cũng hay bật là vào lệnh cho nên nó vào lệnh là mỗi lần nó vào nó cũng báo cho chúng ta. Thì thay vì nó báo Telegram hình ảnh đẹp thì chúng ta đã báo như vậy cũng gọi là tin nhắn rồi anh em, ngon lành rồi anh em. Rồi nha, tôi nhắc lại là nếu anh em nào muốn muốn báo lệnh mỗi lần nó vào thì vào lệnh đóng lệnh gì đó thì chúng ta có thể click vào đây nha, nhưng mà thông thường thì không nên, tại vì như vậy nó báo hoài luôn, nó vào đóng, nhất là những con robot mà vào hoài thì cũng 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 nhức đầu. Tùy anh em mình nha, tùy về chiến thuật, có những chiến thuật thì chúng ta nên vào lệnh khi nào và đóng lệnh khi nào thì báo cho tôi thì click vào đây anh em. Đấy thì đó, rồi ok. Thì khi mà chúng ta vào như vậy thì bây giờ chúng ta thử nha, chúng ta thử nha. Đấy mình ok cái rồi, tôi ví dụ ha anh em, tôi ví dụ là con robot của tôi đây, đây con robot nó copy hệ thống copy tray của tôi, còn cái này là do tín hiệu bây giờ chưa đến nên giờ sao đợi lâu lắm anh em ơi. Qua M1 rồi có không nhá, M1 rồi cũng còn lâu lắm rồi. Tuy nhiên là cái con robot này này, con robot hệ thống báo tín hiệu của tôi nó báo này. À quên, robot copy tray của tôi nó vừa báo này, hệ thống đang ở chạc là GBBOM1 lúc 3 giờ 27 phút. 3 giờ 27 phút là của MT4 à, đây hệ thống này đúng không, hệ thống copy tray mà, hệ thống mô phỏng Rofit nhớ cảm ơn cha, cha nào cha bro nào đấy đó. Tức là đây là giống như một con robot thôi, con robot nó báo về tin nhắn, tin nhắn này là do tôi làm thôi nè. Chứ còn ví dụ như anh em mình vào indicator nào đó nó có cái thư mục này, một cell phone gì đó nè. Đây đấy, ví dụ cell phone hoặc là báo điện thoại hoặc là gì đó, hoặc là nó sẽ ghi rõ luôn là cell smartphone vân vân, thì chúng ta mặc chọn nó lên thì khi đó là mỗi lần có tín hiệu nó sẽ báo về cho chúng ta, tùy vào người lập trình mà nó báo nội dung gì anh em ạ. Ví dụ như bây giờ tôi lập trình như thế này thì nó báo cho tôi là đây, đấy nhá, nó báo cho chúng ta này, tôi bấm đại nó báo này GOM1 Super Signal V8 Sale gì đó. Là do tôi mới bấm khởi động lại cho nên nó báo đại chứ thật ra không đúng nha anh em. Nó báo đáng là về sale là 1081619. Chứ không phải là sale ở đây, sale ở đây là vỡ mồm á. Nó báo sai nha, cho tôi bấm ok á. Đó. Anh em ha. Vậy thì lại nè, tôi nói ví dụ như giả sử như con thoát 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 cái V8 này ra nè. Thoát cái V8 này ra. Để nó báo. Rồi ví dụ như bây giờ con robot con hệ thống copy tray đi. Bây giờ tôi bấm thử coi chuyển chạc cho nó báo không nhá. Đấy chuyển chạc nó vẫn báo này anh em, hệ thống đang ở chạc M5 anh em nhá, GO M5. Thì thật ra con hệ thống copy tray này thì nó để chạc nào cũng được, để sản phẩm nào cũng được, nó copy hết tất cả rồi. Chẳng qua là con robot khác đi, con robot khác thì nó báo là con robot chúng ta đang hoạt động ví dụ thế, thì nó sẽ báo cho chúng ta. Thì thông thường là mỗi con robot nó hoạt động của tôi nó báo về cái báo về tin nhắn điện thoại rồi thế thôi. Thì đây là cái bước mà nó làm cho chúng ta báo về tin nhắn điện thoại như một tin nhắn Messenger vậy đó anh em. Đấy
thì anh em hình dung không? Đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thì tôi cho nhắc lại anh em nhé. Là đầu tiên chúng ta vào trong MT4 của cái điện thoại. Đó, chúng ta đi vào và chúng ta đó. Chúng ta đi vào nhá. Rồi dạ, rồi chúng ta vào nút ba chấm, chúng ta kéo xuống vào phím cài đặt và chúng ta kéo xuống phần message hoặc là phần MetaWorld ID và chúng ta thấy nó hiện ra không ta? Đó. Mỗi điện thoại chúng ta sẽ có một cái mã này. Đó anh em ha. Và trong MT4 này bao nhiêu chúng ta xài bao nhiêu MT4 trong điện thoại này cũng được hết. À anh em nhé. Vậy thì nó cũng đều báo về cái điện thoại của chúng ta. Rồi và trong cái máy tính, trong cái VPS hoặc là trong cái máy tính địa bàn ở nhà, laptop hay gì đó thì chúng ta vào cần turn on tức là option anh em ha. Và vào trong cái mục là notification, chúng ta click vào là inner post notification này nè. Và chúng ta nhập cái mã của chúng ta vào. À, chúng ta muốn test xem được hay không thì chúng ta bấm test cái, còn nếu chắc ăn rồi thì ok khỏi con anh em ha. Rồi bấm ok đó. Rồi các indicator và các robot hay gì đó chúng ta bật chế độ là send phone ra, send phone hoặc là send điện thoại hoặc là báo điện thoại hay gì đó, tức là tùy người lập trình nha anh em. Và nội dung báo là cái gì là cũng phụ thuộc vào người lập trình. Tôi giả sử nha, tôi đang ở đây, tôi có một con robot gọi là hệ thống mô phỏng thì tôi chuyển qua H1 coi nó có báo điện thoại tôi không nhé. Đó, nó báo về điện thoại này, hệ thống đang ở trạng này. Đó, của GO đang ở trạng này. Tức là nếu một con robot khác thì nó kêu là hệ thống đang chạy sản phẩm này, chẳng hạn vậy. Thì đó là do tôi nhập như vậy. Nên mà, đó. Ok, thì nội dung của bài hôm nay ngắn gọn như vậy thôi. Đó, là tôi muốn anh chị em mình có khả năng là báo điện thoại thông qua, báo một tin nhắn, báo một tín hiệu thông qua cái điện thoại smartphone của chúng ta. Nó tiện ích vô cùng luôn. Không cần là phải dùng cái ngày xưa mà tôi hay quảng cáo nói là chúng ta có một công cụ báo Telegram này kia. Thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó sẽ không có nhanh bằng cái này nha anh em. Thằng này nó sẽ nhanh hơn thằng này, bởi vì căn bản nó chính là phần mềm của bản thân nó luôn, của cái MT4 luôn. Cho nên là nó báo rất là lẹ anh em ha. Anh em mình muốn xem là tin nhắn cũ gì kia là chúng ta chỉ cần vào đây. Chúng ta chỉ cần vào trong tin nhắn. Đó, nó có sẵn trong tin nhắn terminal. Nó báo cho chúng ta những tin nhắn cũ, tin nhắn vào lệnh này kia vân vân. Anh em ha. Đó, có một đống cái tin nhắn. Rồi, vậy thôi. Thì đó là cái nội dung mà tôi muốn gửi đến nha anh chị em mình, đơn giản thôi nhưng mà rất nhiều anh chị em hay hỏi tôi và rất nhiều anh chị em vẫn chưa thực hành được điều này, cho nên tôi mong gửi đến anh chị em mình những cái gọi là cái những sitcom đó, những cái đơn giản như vậy để cho anh ta có thể hỗ trợ tốt nhất cho cái việc mà chúng ta trade. MT5 chúng ta cũng làm y chang vậy nha anh chị em. Đó, thế thôi. Vậy là chúng ta đã khả năng làm được một cái công cụ gọi là làm được một cái việc mà chúng ta báo qua điện thoại. Còn cái công cụ và robot gì đó là việc mà chúng ta phải set trong cái input của người ta đó. Thì rất nhiều cái điện thoại, rất nhiều cái indicator nó có cái thông báo đó anh em ạ. Cho nên là chúng ta bấm vô thôi anh em ạ. Rồi thì đó là cái mà tôi gửi đến nhanh cho em mình ha. Rồi nhìn những cái thói quen rồi của tôi nó hoài. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và mong anh chị em mình hãy dành một chút thời gian đăng ký kênh, bấm vào quả chuông bên cạnh để khi mà tôi có clip mới nhất là báo đến anh chị em mình. Rồi chia sẻ cho thật nhiều anh chị em, cộng đồng trader và các đội nhóm vân vân để anh chị em mình có thể có những công cụ, có những indicator, rồi có những kiến thức để chúng ta có thể vào thị trường này đỡ bỡ ngỡ và đỡ những cú mà gọi là rơi vực sâu như tôi ngày nào. Đó. Rồi anh chị em ha, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Mong anh chị em mình cho tràng pháo tay cho. Rồi cảm ơn anh chị em mình ha, chúc anh chị em mình một ngày chơi thành công.